hát và câu chuyện nào nào. Kính chào quý vị, lời đầu tiên xin chúc mừng năm mới xuân Canh Tý 2020. Chúc toàn thể quý vị và gia đình được cuộc sống vui tươi, an lành và hạnh phúc. Tôi là Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng, số điện thoại liên lạc hiện nay là 213-330-5445. Chúc quý vị và gia đình gặt hái được nhiều thành công, công ăn việc làm ổn định, các con các cháu ăn học thành tài tấn tới. Thưa quý vị, chúng tôi đang đứng tại nơi đây trong hội chợ ở San Jose. Ngày hôm nay là thứ Bảy ngày 25 tháng Giêng, và trong bầu khí mừng Tết của người đồng hương của chúng ta tại vùng Bắc Cali này, tất cả mọi người đang rất là vui mừng, nô nức đốt pháo, tiếng trống, tiếng lân, để rồi những lời ca hát tiếng Việt để cùng với nhau chúng ta nhớ lại và cùng nhau kỷ niệm mừng ngày xuân nhân dịp đầu năm. Trong một bài xuân rất là hay, chúng ta đang nghe một em bé đang hát ở trên sân khấu. Thưa quý vị, chương trình giúp trẻ mồ côi khuyết tật do Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng và các linh mục nam nữ tu sĩ hội lớp đầu mua hoàn toàn là các tu sĩ làm việc chung với nhau. Do đó chúng tôi 100% không có ai nhận tiền phí lão, không ai nhận tiền tiền lương, 100% giúp đỡ cho trẻ mồ côi khuyết tật và hoàn toàn vô vị lợi. Và số điện thoại liên lạc của hội là quý vị thấy là 213-330-5445. Gửi về hộp thơ lớp đờ mua hội bác ái, lớp đờ mua PO Box 2660 Daily City California 94017, ở trên màn hình để quý vị biết thêm. Mọi thắc mắc và liên lạc xin quý vị gọi về 213-330-5445. Facebook của chúng tôi là Nhật Ký Từ Thiện, bốn chữ Nhật Ký Từ Thiện, hoặc là của cá nhân tôi là Hoàng Trịnh Tuấn, Hoàng Trịnh Tuấn. Và một lần nữa, xuân đang về, năm mới 2020 cầu chúc quý vị và gia đình được cuộc sống bình an, vui tươi, an lành, gặt hái được nhiều thành công trong năm mới. Xin chúc mừng, chúc mừng.